Theo thông tin cập nhật của GNN vừa qua, tại thị trấn nhỏ của Savannah, sau khi cặp đôi này phạm tội đã dùng mô tô chạy trốn nhưng đã bị cảnh sát nơi đây truy đuổi theo bằng mô tô. Cảnh truy đuổi này đã được camera hành trình ghi lại, sự nguy hiểm luôn rình rập có thể xảy ra ngay lập tức nếu không may ập đến. Qua nhiều đoạn đường gấp, ngã rẽ, nhiều đoạn hẹp đến nghẹt thở nhưng cuối cùng thì cặp đôi cũng đã bị bắt sau khi giảm tốc độ và ngã xe tại một đoạn đường rất hẹp. Qua đó chúng ta có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi đánh đổi tính mạng của mình và những người xung quanh không chứ theo tôi thì không nên đâu nha. Oh, my God.
Come on, come on.